Chúng con xin kính chào quý khán thính giả. Đây là chương trình 5 phút lời chúa hàng ngày của trung tâm một vụ đa minh tại Houston thuộc phụ tỉnh Thánh Vinh Sơn Liêm dòng đa minh. Tôi là Linh Mục Paulo Nguyễn Hải Đăng. Hôm nay là ngày thứ bảy trong tuần lễ thứ 31 mùa thường niên, cũng là ngày giáo hội mừng kính Trân Phước An Phong Navarez, Linh Mục và các bạn tự đạo. Giờ đây xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe tin mừng theo Thánh Luca chương 16 từ câu 9 đến câu 15. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, Thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bức chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tính trong việc rất nhỏ thì cũng trung tính trong việc lớn. Ai bức lương trong việc rất nhỏ thì cùng bức lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tính trong việc sử dụng tiền của bức chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tính trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi thiên chúa vừa làm tôi tiền của được. Người pha ri vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy thì cười nhạo Đức Giê-xu. Người bảo họ, các ông là những kẻ ra, làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn. Lời giáo huấn của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay là một gợi ý suy niệm cho mỗi người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta tiết trữ tiền bạc, của cải vật chất để đảm bảo đời sống hiện tại và chuẩn bị cho tương lai là nhu cầu rất cần thiết và rất khôn ngoan. Nhưng đó có phải là giá trị tuyệt đối của đời sống con người? Hay đằng sau nó còn có một giá trị nào khác, lớn hơn thế và cần thiết hơn thế nữa? Đó chính là điều mà Đức Giêsu muốn nhấn mạnh trong bài tin mừng hôm nay. Bởi Đức Giêsu trong tin mừng, Ngài luôn nhắc nhở chúng ta về những cám dỗ của nhu cầu vật chất đó là một nhu cầu rất cần thiết để đảm bảo sự sống cho chúng ta nhưng nó cũng có thể hủy diệt nhân tính của con người như hình ảnh của người quản lý bức lương trong tin mừng như kinh nghiệm của tông đồ juda Chính khi người quản lý bức lương tìm mọi cách để cứu vãn sự sống của mình bằng những hành động gian dối, thì cũng chính là lúc anh đã hoàn toàn đánh mất sự sống tinh thần của mình. Đó là sự lương thiện, sự đạo đức của một con người. Và kinh nghiệm của tông đồ Juda cũng như vậy. Chính khi Juda bán đứng Đức Giêsu để lấy 30 đồng bạc, thì cũng là chính lúc Juda bán đứng chính nhân tính của mình. Và đối với Đức Giêsu trong thân phận của một con người, Ngài cũng từng phải đối diện với những cơn cám dỗ về vật chất, về những mối nguy hiểm đe dọa đến sự sống của chính mình. Nhưng điểm khác biệt là Đức Giêsu Ngài không tìm mọi cách để cứu vạn nó, nhưng ngược lại Ngài đã hy sinh chính sự sống thân xác đó để dương cao những giá trị tinh thần, những giá trị của Thiên Chúa. Cảm nghiệm được như vậy, để chúng ta có thể sống đúng tinh thần của Đức Giêsu trong việc sử dụng của cải vật chất ở đời này nếu chúng ta coi sự sống thân xác này là duy nhất là tuyệt đối và của cải vật chất như một phương tiện cần thiết để bảo vệ sự sống thân xác đó như một cú cánh của mình thì chắc chắn những giá trị tinh thần những giá trị của thiên chúa sẽ không còn là những giá trị ưu tiên trong cuộc đời của chúng ta nhưng ngược lại nếu chúng ta coi sự sống tinh thần là duy nhất là tuyệt đối và tiền bạc chỉ như một phương tiện, một người bạn tốt để chúng ta phục vụ những giá trị tinh thần đó thì có lẽ chúng ta xứng đáng được gọi là người quản gia trung tín của Thiên Chúa bởi chúng ta sống đúng lời của Đức Giêsu trong tin mừng. Anh em hãy dùng tiền của bức chính ở đời này mà mua lấy bạn bè mà tích trữ cho mình một kho tàng vĩnh cửu ở trên trời nơi mà mối mọt không thể làm hư nát và kẻ trộm không thể lấy đi được ước mong lời chúa ngày hôm nay giúp chúng ta nhận ra ý nghĩa sâu xa mà tin mừng muốn nói với chúng ta chúng ta hãy sử dụng của cải vật chất ở đời này cách khôn ngoan và bên cạnh những nhu cầu về vật chất trong đời sống chúng ta hãy tập gắn bó với những giá trị tinh thần tập sống tương quan với thiên chúa qua những giây phút cầu nguyện để trước những cám dỗ trong đời sống trước những thăng trầm trong cuộc đời thì chính đời sống tinh thần sẽ là nguồn trợ lực nâng đỡ chúng ta, giúp chúng ta kiên trì cùng bước đi với Đức Giêsu như hình ảnh của các tôn đồ, luôn đồng hành với Đức Giêsu trong sứ vụ cứu độ của Ngài. Amen. Người